Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Và hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh, Đức Trung lên sóng đang bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Ford Ranger Wildtrak được sản xuất năm 2015. Và chiếc xe này thì mang nước sơn màu trắng rất là đẹp. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và đặc biệt là bên Đức Trung thì có rất nhiều các cái dòng xe bán tải để quý anh chị các bạn lựa chọn. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn thì đây là một chiếc Ford Ranger Wildtrak được sản xuất năm 2015, form mới. Vâng, chiếc xe trên thì rất là đẹp, được trang bị la răng đúc, gương kính chỉnh điện, có xi nhan báo rẽ trên gương. Vâng, và xe thì cũng đã được nắp thêm một cái nắp thùng cộng với lại các cái thanh thể thao, tạo cho một cái xe có một cái form dáng trông nó rất là ưa nhìn. Đấy, quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình công việc thì rất là tốt. Xe thì được trang bị động cơ dầu diesel 3.2, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 đến 9 lít dầu trên 100 cây. Biển của tỉnh Quảng Ninh 14C14430. Buổi chiều nắng nó có cái bóng cây cho nên là Đức Trung quay nó cũng sẽ không được đẹp lắm. Nhưng quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến ngay bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh để ta trực tiếp xem xe và chạy thử. Vâng, cái mẫu xe này thì là một trong những cái mẫu xe rất là hot trên thị trường hiện nay. Vâng, xe thì rất là đẹp luôn, không một lỗi làm gì, bên Đức Trung cam kết là không lỗi. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 650 triệu. Vâng, chỉ với 650 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe vua bán tải màu trắng rất là đẹp, biển Quảng Ninh. Đấy, xe thì cực kỳ là chất luôn. Vâng, đây là đường đi rồi, chị các bạn có thể quan sát đây, cái mặt là ca lăng đằng trước thì đã được gắn thêm một cái chữ Ford cộng với một cái lưới tản nhiệt trông rất là độc đáo, cá tính. Các cái cụm đèn của xe thì cực kỳ đẹp nhé, toàn bộ các phần đầu xe rất là đẹp luôn. Sau đấy Đức Trung sẽ đi vào chi tiết để quý anh chị các bạn ta xem thật chi tiết cái mẫu xe này. Vâng, đầu tiên này, cái dàn lưới tản nhiệt chữ Ford. Vâng, và xe thì được trang bị cảm biến gần như là quanh xe nhé, các cái mắt cảm biến của xe rất nhiều luôn. Đồ chỗ nó cũng xây xước một tí, bị nhẹ. Đèn bi xê lông kết hợp với đèn halogen rất là sáng, dàn đèn LED. Đây, và đây là cái quả lốp đằng trước ở bên phụ là răng đúc rất đẹp, toàn bộ các cái phần cua lốp chi tiết ở trong cái cua lốp còn khá là tốt. Và động cơ dầu 3.2, số tự động 6 cấp, gương kính chỉnh điện 4 hướng và có xi nhan tích hợp trên gương bật lên xuống. Toàn bộ các cái sơn xi rất là sạch sẽ. Xe thì được trang bị giá lóc về mưa, khá đẹp luôn. Và cái lốp đằng sau ở bên phụ là răng đúc, phanh sau là phanh tăng trống nhé. Vâng, đây là toàn bộ các phần sắt xi tôn vỏ cua lốp, tất cả các cái chi tiết đây còn rất là đẹp, còn rất là zin luôn. Vâng, và đây là cái thanh thể thao cũng như là cái lắp thùng và che nắng che mưa. Ta quan sát cái ba đờ sốc phía sau. Vâng, xe thì được trang bị cảm biến phía sau này, các cái cụm đèn, camera nùi, vâng, logo Ford rất đẹp. Toàn bộ các cái form đầu xe nhé, còn rất là ok luôn. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về thì cũng sẵn sử dụng, không phải làm bất cứ thứ gì. Ta quan sát luôn một về cái phần gầm xe. Phần gầm xe thì rất là chắc chắn, chưa có cái dấu hiệu của han hay đừng nói cái mục ngoặt nhé. Đấy, lốp xe dự phòng còn xa khá là đẹp luôn. Vâng, đây là cái quả lốp đằng sau ở bên lái là răng đúc, phanh tăng trống. Toàn bộ các cái chi tiết của cua lốp, sắt xi này, các cái phần nhíp, tất cả những cái chi tiết mà ta quan sát được nhé, đều rất đẹp. Toàn bộ các sườn xe ở bên lái, các cái tem mác ngoài trách, đường kính điện, có xi nhan này, báo rẽ trên gương,
số tự động 6 cấp, động cơ 3.2. Và đây là cái quả lốp đằng trước bên lái nhá. Toàn bộ các cái chi tiết của lốp lắp cũng như là la răng đúc này. Phanh đĩa 4 bánh. À xin lỗi, phanh đĩa 2 bánh trước. Rất đẹp luôn, phanh thì có ABS, có túi khí. Vâng, sau đây Đức Trung xin mời quý anh chị các bạn ta tham quan luôn cái phần nội thất của xe. Vâng, vẫn là cái ghế da kết hợp với lại lỉ cao cấp nguyên bản của ngoại trách. Toàn bộ các cái chi tiết trong xe thì cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng 4 chấu và có túi khí, có tích hợp rất nhiều các cái phím bấm điều khiển ở trên vô lăng. Đấy, công tắc đèn cũng như là hệ thống cân bằng, gương kính điện, có cụp xòe. Toàn bộ các cái phần cánh cửa đằng trước bên lái nhá, từ táp lô, táp ly, sơn nhựa, keo chỉ, zin đẹp hết. Cái bậc lên xuống này, được quả chống chảy xước. Toàn bộ chân ga, chân phanh. Vâng, ở trần lỉ nguyên bản màu đen đã được bọc ni lông nhá. Một chiếc xe phải nói là rất là sạch đẹp và chủ xe thì khá là cẩn thận. Đấy, cho nên là cái táp lô, táp ly này còn siêu đẹp luôn. Vâng, 2015, 650 triệu. Tất cả các cái chi tiết bằng một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Siêu đẹp. Vâng, và đây là cái hàng ghế phía sau. Vì ít sử dụng cho nên cái hàng ghế phía sau thì còn rất là mới, rất là sạch sẽ. Cũng như là cái táp ly cánh cửa, toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe. Vâng, ở Đức Trung quay nó cũng chỉ thể hiện được tầm khoảng độ 70-80% thôi. Thế quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến trực tiếp chợ ô tô Phú Quảng Ninh để ta xem xe, chạy thử và cảm nhận. Vâng, và đây là cái thùng xe nhé. Thùng xe thì do không chở các cái vận nặng, thế cho nên là cái thùng thành của nó còn rất đẹp. Còn cái sàn thùng này, toàn bộ cái vách của thùng cũng như là các cái cột đứng phía sau rất đẹp. Vâng, và đây là cái chi tiết của cái cánh đằng sau ở bên phụ nhé. Các cái vách lỉ bằng da cao cấp cũng như là toàn bộ các cái phần nhựa sơn, phần keo chỉ, các cái khóa cũng như là các cái chi tiết nhỏ của xe vẫn còn nguyên bản đi theo xe hết. Và bên Đức Trung thì cam kết là chiếc xe này thì không đâm va, không ngập nước nhé. Quý anh chị các bạn mua về sử dụng gia đình thì hoàn toàn yên tâm. Vâng, và đây là chi tiết của cái cánh đằng trước ở bên phụ nhé. Đây, toàn bộ các cái chi tiết của cánh rất đẹp luôn. Và cái dòng ngoài trách này thì không có cái gì mà phải chê. Một cái dòng vua bán tải. Vâng, vua thì chỉ có chúa mới thay được vua thôi. Một chiếc xe khá là hoàn hảo. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Ranger Wildtrak được sản xuất năm 2015, form mới. Vâng, động cơ thì đang nổ nhưng đang hoạt động, máy nổ rất là chắc luôn. Tất cả các chi tiết của khoang động cơ thì rất là đẹp. Quý anh chị các bạn có thể quan sát từ các cái cụm phanh ABS, các cái hệ thống rơ le dây điện, toàn bộ các cái cụm đèn pha, răng đầu. Còn từ các cái tiểu tiết nhỏ nhất thì cũng thể hiện là một chiếc xe khá là đẹp, chưa có một cái dấu hiệu biến dạng của ngoại lực tác động. Vâng, và bên Đức Trung thì có rất nhiều các cái dòng xe để quý anh chị các bạn có thể đến tham khảo và lựa chọn. Kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Ford Ranger Wildtrak được sản xuất năm 2015, form 16 nhá, rất là đẹp rồi. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 650 triệu. Vâng, chỉ với 650 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái dòng xe bán vua bán tải nhá. Cực kỳ đẹp. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.